Kính thưa chủ tịch đoàn, thưa quý thầy cô cùng tất cả quý đồng nghiệp tham dự hội nghị của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SS Cần Thơ. Thì hôm nay tôi đem đến hội nghị một trường hợp lâm sàng tương đối là hiếm gặp. Đó là một trường hợp can thiệp nội mạch cầm máu xuất huyết ruột non trên bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SS Cần Thơ. Với mong muốn là cung cấp một số thông tin để cho quý đồng nghiệp của chúng ta có thể gặp ở trên lâm sàng. Bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Đê, 85 tuổi, giới tính là nam, địa chỉ ở Bạc Liêu. Vào viện lúc 19 giờ 40 phút ngày 2 tháng 1 năm 2021. Lý do vào viện là lơ mơ giờ thứ 3. Tiền sử bản thân thì bệnh nhân bị tăng huyết áp và rung nhĩ khoảng 10 năm, điều trị không có liên tục và thuốc cũng không rõ, và di chứng nhồi máu não bán cầu trái khoảng 6 năm. Về bệnh sử thì bệnh khởi phát cách nhập viện khoảng 3 giờ, bệnh méo miệng, nói khó, không có tiếp xúc. Khám tại khoa cấp cứu ghi nhận là bệnh nhân bỏ mắt tự nhiên, không có tiếp xúc, let go là 11 điểm và nít 18 điểm. Liệt nửa người không đồng đều với tay nặng hơn chân. Liệt bảy trung ương ở bên phải, mạch chậm không đều, huyết áp thì cao, 190/60 mmHg. Kết quả MRI não tại khoa cấp cứu, chúng tôi ghi nhận được là chúng ta thấy có dấu hiệu của tổn thương vùng chi phối của 2/3 sao động mạch não giữa bên trái. Với chỉ số HPS trên MRI là 7 điểm. Và trên hình top 3D thì chúng ta ghi nhận thấy có dấu hiệu của tắc đoạn cuối M1 ở bên trái. Đây là kết quả của bệnh nhân. Chẩn đoán tại khoa cấp cứu là nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ tư do hẹp tắc động mạch não giữa bên trái, trên bệnh nhân tăng huyết áp, rung nhĩ với HPS là 7 điểm và NIT là 18 điểm. Xử trí lúc này là dùng chống kết hợp cho cầu kép và hội chẩn với đơn vị can thiệp mạch máu thì quyết định là can thiệp đi đầy để lấy huyết khối. Đây là cái hình ảnh can thiệp tại đi đây. Chúng tôi nhận thấy trên hình chẩn đoán chúng ta thấy dấu hiệu tắc đoạn cuối M1 ở bên trái. Và đây là cái hình ảnh chúng tôi hút huyết khối và kèm với kéo ten. Thì sau khi hút và kéo thì chúng ta thấy tái thông dòng. Tuy nhiên bệnh nhân có dấu hiệu hẹp của đoạn cuối M1. Và đây là chúng tôi tiến hành nong cái bóng ở đoạn cuối đoạn hẹp đó. Kết quả kiểm tra sau khi can thiệp thì chúng tôi ghi nhận được là tái thông hoàn toàn động mạch não giữa bên trái với TACI là 3. Thì diễn tiến của bệnh nhân tại khoa nội kinh của chúng tôi thì sau 2 tuần can thiệp thì bệnh tỉnh tiếp xúc được. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn yếu nửa người ở bên phải, rối loạn nhịp tim. Và đây là cái hình ảnh CT chúng tôi kiểm tra sau 2 tuần. Thì bệnh nhân không có dấu hiệu tiến triển thêm, đồng thời không có dấu hiệu của tái tưới máu. Và diễn tiến sau 4 tuần điều trị tại khoa, chúng tôi ghi nhận là cách xử trí của chúng tôi là chủ yếu là điều trị nội khoa, liệu pháp chống cái độc tế bào kép, statin và kiểm soát huyết áp và đường huyết. Diễn tiến vào tuần thứ 5 sau can thiệp thì chúng tôi ghi nhận được là bệnh nhân đột ngột ói cái máu đỏ tươi 3 lần kèm với đi cầu máu đỏ bồng lượng trung bình 5 lần. Xử trí lúc này là chúng tôi tiến hành xét nghiệm công thức máu, đồng thời là ngưng cái liệu pháp chống cái độc tiểu cầu, nội soi dạ dày hoặc là nội soi đại tràng nếu như tổn thương mà trên nội soi dạ dày chúng ta không thấy được. Dùng kèm thêm là băng toloc và camix. Thì đây là kết quả nội soi dạ dày chúng tôi nhận được là không tìm thấy nguyên chảy máu ở dạ dày. Sau đó chúng tôi tiến hành nội soi đại tràng thì chúng tôi ghi nhận được là không tìm thấy nguyên nhân ở đại tràng. Với kết quả nội soi chúng tôi đi đến được là 5 cm cuối của hội tràng. Thì sau khi mà kết quả chúng ta ghi nhận là nội soi ở đại tràng và dạ dày không ghi nhận tổn thương thì nghi ngờ chúng tôi đầu tiên nghĩ đến là bệnh nhân xuất huyết ở ruột non. Và cái kết quả xét nghiệm lúc này đó chúng ta đã ghi nhận được thấy bệnh nhân có dấu hiệu mất máu khá là tiến triển. Ghi nhận được cái hemoglobin giảm còn khoảng trong tầm 7 g/dL. Thì chẩn đoán lúc này là theo dõi xuất huyết ruột non trên bệnh nhân sau can thiệp nhồi máu não bán cầu phải kèm tăng huyết áp và rung nhĩ, và xử trí chúng tôi là truyền máu bầu quang, đồng thời hội chẩn can thiệp với DTA can thiệp máu tạng. Hướng hội chẩn chúng tôi là quyết định để chẩn đoán bằng cách là chụp cái CTA. Kết quả chụp CT thì chúng tôi ghi nhận như thế này. Đây là cái phim không thuốc và phim cắt thị chụp ở thị động mạch và thị tĩnh mạch muộn luôn. Thì chúng tôi ghi nhận được là ở đoạn cuối hội tràng chúng ta thấy ghi nhận ở đây là trên phim không tiêm thuốc. Và cái phim đây là phim thị động mạch, chúng ta ghi nhận được là ở đoạn cuối hội tràng có một cái dấu hiệu thoát mạch thuốc cân quang rất là rõ. Đây là cái hình chúng ta so sánh lại để chúng ta ghi nhận được cái dấu hiệu thoát mạch nằm ở đây. Và đây là trên cái hình ảnh tái tạo lại. Và chúng ta ghi nhận được là dấu hiệu thoát mạch đó là nằm ở đoạn cuối của hội tràng và được cung cấp máu bởi một nhánh hội tràng của động mạch hội kết tràng. Đây là cái hình ảnh kết quả của bệnh nhân.
Và hội chẩn chúng tôi quyết định là tiến hành can thiệp động mạch để cầm máu xuất huyết hội tràng. Thì đây là cái hình ảnh can thiệp mạch máu hội tràng. Thì trên hình chụp chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh của chụp động mạch mạc treo tràng trên, và thì sớm và thì muộn chúng tôi ghi nhận được là dấu hiệu thoát thuốc cản quang ở đoạn hội tràng và được cấp máu bởi cái nhánh hội tràng của động mạch hội tràng. Đây là động mạch hội tràng, và chúng ta thấy ở thì muộn nó có hiệu thuốc lan tỏa hơn. Và trên cái phim chụp chọn lọc á, nhánh chúng ta chọn lọc cái nhánh hội kết tràng, chúng ta ghi nhận vị trí hội kết tràng ở đây, và chúng tôi tiến hành siêu chọn lọc vào cái nhánh hội kết tràng thì chúng tôi ghi nhận được là bệnh nhân có một cái dấu hiệu là thoát thuốc cản quang, đồng thời có dấu hiệu giả phình, có một cái túi giả phình ở đây khoảng 2 ly. Và chúng tôi quyết định can thiệp thuyên tắc mạch bằng cách là dùng coi. Dùng coi thì chúng tôi đặt một cái coi vào cái nhánh thẳng của động mạch hội kết tràng, và chúng tôi ghi nhận được và chụp kiểm tra sau khi mà can thiệp thì chúng tôi đã tắt được hoàn toàn cái nhánh tổn thương. Và kết quả sau 3 ngày can thiệp chúng tôi ghi nhận được là dấu hiệu bồi vàng máu đã đạt yêu cầu mức trên 9. Trong vòng 3 ngày sau can thiệp chúng tôi ghi nhận được là bệnh nhân có dấu hiệu sinh tồn khá là ổn định. Đồng thời dấu hiệu đặc biệt của bệnh nhân là dấu hiệu không có có đau bụng, chứng tỏ là bệnh nhân không có dấu hiệu của thiếu máu ruột. Đồng thời là chúng ta theo dõi cái lượng phân đen với số lần và số lượng thì giảm dần và đến trở thành tiêu phân vàng bình thường sau 3 ngày. Chúng tôi tiếp tục tái lập sử dụng trở lại là liều cái chống cái tập tế bào kép khoảng 5 ngày sau khi can thiệp. Thì bệnh được theo dõi ổn định trong suốt thời gian theo dõi tại bệnh viện thêm trong một tuần nữa, và bệnh nhân được xuất viện vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Vấn đề đặt ra qua cái ca này đó thì chúng ta thấy như thế này. Theo báo cáo của một số nước ở trên thế giới, đặc biệt là của cái hội tiêu hóa của Mỹ cũng như là cái hội cái hình ảnh học và tiêu hóa của châu Âu, thì người ta ghi nhận là xuất huyết ruột non nó tương đối hiếm gặp, nó chiếm khoảng từ 5-10% trên tổng số bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dưới. Các chất chống cái tập tiểu cầu kép á, nó làm tăng nguy cơ của xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa dưới gấp 3 lần xuất huyết tiêu hóa trên. Theo một nghiên cứu hồi cứu ra trung tâm tại Hàn Quốc được thực hiện vào tháng 6 năm 2021 thì cho thấy là xuất huyết ruột non ở bệnh nhân sử dụng chống cái tập tiểu cầu kép là khoảng 4,2%. Tuy nhiên thì hiện nay nó còn thiếu rất nhiều cái dữ liệu để hướng dẫn cũng về các phương tiện chẩn đoán cũng như là chiến lược điều trị và quản lý bệnh nhân xuất huyết ruột non khi dùng liệu pháp chống cái tập tiểu cầu kép. Từ cái ca của chúng tôi đó, thì vào một cái số hướng dẫn của thế giới thì chúng ta có một số cái lưu ý như sau. Thứ nhất là nội soi viên nang được xem là cái phương tiện đầu tiên để đánh giá ruột non sau khi các nguồn xuất huyết tiêu hóa trên và xuất huyết tiêu hóa dưới được loại trừ. Tuy nhiên chúng ta ghi nhận được là đối với cái nội soi viên nang đó, cái thời gian ghi hình toàn bộ cái ruột non trung bình khoảng từ 8 đến 12 giờ với cái giá trị tương đối dương và giá trị tương đối âm rất là cao, là điều trên 80%. Cái hạn chế của nội soi viên nang đó là trong quá trình nội soi thì chỉ ghi nhận được hình ảnh tổn thương mà thôi, và nó không có khả năng điều trị. Cái thứ hai là cái tỷ lệ âm tính giả của cái nội soi viên nang này cũng khá là cao, là khoảng 36%. Đồng thời cái nội soi viên nang này nó có nhiều cái hạn chế, như là nó không có xác định được những tổn thương thực thể ở ruột non, ví dụ như là cái u nhú ở ruột non. Và đặc biệt là cái phương thức này á, nó có thể bị một cái tai biến là cái viên nang nó bị giữ lại, nó không đi ra được. Đây là một cái tai biến khá là hiếm gặp của cái kỹ thuật này. Vấn đề thứ hai đó là ở những cái bệnh nhân mà ổn định huyết động và có bằng chứng chảy máu hoạt động thì CTA DAFA có thể được thực hiện để xác định vị trí chảy máu và hướng dẫn xử trí thêm. Thì cái ưu điểm của CTA trong xuất huyết ruột non á, là thường được sử dụng để chẩn đoán xuất huyết ruột non mà giai đoạn hoạt động, và có thể phát hiện được tốc độ chảy máu đạt ở mức là 0,3 ml trên 1 phút. Độ nhạy là khoảng 89% và độ đặc hiệu là 85%. CT thì nó sử dụng là khá là rộng rãi và có thể được thực hiện nhanh chóng trong thời gian chảy máu, đặc biệt là trong giai đoạn cấp cứu, có thể hỗ trợ cho việc hỗ trợ các phương tiện cho nó khác, ví dụ như là soi viên nang mà âm tính thì người ta cũng có chỉ định để tiến hành chụp cái CTA. Đồng thời CT nó cũng được chứng minh là nó xác định được cái vị trí chảy máu chính xác để hướng dẫn cho những phương pháp khác. Vấn đề thứ ba đó là trong cái trường hợp xuất huyết ruột non mà ồ ạt cấp tính thì chụp mạch hay còn gọi là chụp mạch máu xóa hóa xóa nền á, chúng ta gọi tắt là DTA, thì nên thực hiện cấp cứu cho những bệnh nhân không ổn định về mạch huyết động. Thì ở cái DTA nó có một cái ưu thế đó là cái
trong quá trình mà chụp mạch thì nó có thể thực hiện can thiệp điều trị với thuyên tắc động mạch tại thời điểm mà chúng ta chẩn đoán được tổn thương. Cái tỷ lệ thành công của nó khá là cao, là khoảng 82%. Tỷ lệ thành công về mặt lâm sàng tổng thể là 95%, và tỷ lệ thành công trong 30 ngày là 76%. Cái nhược điểm của cái đi đây là cái tốc độ chảy máu cần thiết để chúng ta thấy được cái tổn thương á, nó phải đạt đến cái mức là khoảng từ 0,5 cho đến 1 ml trên phút. Cái tỷ lệ tái chảy máu của nó sau can thiệp khoảng cả 12%, và cái biến chứng nặng nề của đi đây là nhồi máu ruột. Ở trên thế giới một số cái báo cáo nghiên cứu thì cái tỷ lệ chung nằm cũng khoảng là 4%. Cái vấn đề mà quan trọng nhất là cái DHA thì không được sử dụng phổ biến ở Việt Nam nói chung và cũng như ở các tỉnh ở miền Nam của chúng ta nói riêng. Tuy nhiên thì ở một số trung tâm lớn, đặc biệt là những trung tâm về điều trị đột quỵ, thì hầu như cái hệ thống máy này đã đáp ứng được yêu cầu để chúng ta thực hiện những kỹ thuật này. Cái vấn đề thứ tư là cái vấn đề mà ngưng điều trị hay là không ngưng điều trị cái liệu pháp chống đông hoặc là chống cái tập tế bào kép. Thì trong cái hướng dẫn mà chúng ta thấy thì người ta cũng khuyến cáo là ở trường hợp mà bệnh nhân không có nguy cơ, tức là không có nguy cơ cao và biến cố đó, thì người ta có thể là ngừng thuốc chống đông. Ngừng thuốc chống đông trong trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ cao, ví dụ như bệnh nhân có can thiệp mạch vành, đặc biệt là can thiệp về đột quỵ chẳng hạn, như chúng ta có đặt stent nội sọ chẳng hạn, thì nó được ship vào cái nhóm nguy cơ cao. Nguy cơ cao thì chúng ta có thể sử dụng một cái liệu pháp gọi là chúng ta ngưng ngắt quản, ngưng tạm thời. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng một cái thuốc không phải là aspirin á, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng ngưng cái thuốc đó và sử dụng aspirin ngắt quản liều thấp. Sau khi mà chúng ta kiểm soát được cái tình trạng xuất huyết thì chúng ta có thể tái sử dụng lại với thời gian khuyến cáo là khoảng 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng sớm hơn là tùy theo cái đánh giá của bác sĩ lâm sàng. Như vậy thì qua cái ca của chúng tôi thực hiện tại bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ, chúng tôi ghi nhận được thì cũng như qua cái một số cái báo cáo mà chúng tôi cũng vừa đưa ra, thì chúng ta thấy rằng xuất huyết ruột non là một cái bệnh tương đối là hiếm gặp. Bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não kèm theo rung nhĩ thì nó làm tăng nguy cơ của xuất huyết ruột non ở trên lâm sàng. Cái vấn đề cho nó xác định là đòi hỏi cái trang thiết bị hiện đại, ứng dụng linh hoạt theo từng điều kiện và từng diễn biến của từng bệnh nhân. Cái xử trí cầm máu nội mạch được chứng minh là tính hiệu quả, nhưng đòi hỏi cái người thực hiện phải có kinh nghiệm và điều kiện sẵn có, cũng như là những cái quá trình mà chúng ta chọn lọc cái vật liệu nào để gây tắc mạch thì nó còn thiếu rất nhiều cái số liệu. Do đó chúng ta phải cần thêm nhiều cái nghiên cứu so sánh, các cái thử nghiệm đối chiếu ngẫu nhiên để tìm ra vai trò của cái tắc mạch, cũng như chúng ta lựa chọn cái chất liệu nào là tối ưu nhất trong xử trí cầm máu xuất huyết ruột non bằng con đường chụp mạch máu số hóa số nở. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp.